more. The harvest is upon us. I cannot turn back. To make an appearance. Cái con này level 3 nó là thế lực. Thế lực thì thế lực gặp độc hay là gặp mấy cái thằng nó xài câm lặng thì cũng nát. Beneath your feet. Tay băng giá quỷ thư đồ. Chịu. Giết được con gấu này. Ezreal đang bảo thạch vô cực này. Yếu lắm. Các bảo thạch vô cực hai nước mắt thì yếu lắm. Dễ chết. Xài gắn bảo thạch vô cực nó không mạnh bằng xài mũ đâu. Mũ mạnh hơn. Vô đép luôn ấy. Chỉ như mình đép kiểu gì. I cannot turn back. Trời ơi, mẹ gặp thằng nào nó cũng khủng bố. Mẹ, cốc mò đồ thế này thì vừa mới vào mà đông cho. Bán ba con rừng đi rừng một cũng vậy à bạn ơi. Rừng lên vào một thì cũng nát thôi chứ làm ăn được gì. Bây giờ này mà có người còn hỏi tôi sao bật chậm ra tường. Cái nổ mà. Này có bạn hỏi câu đấy. Chịu đấy. Bài không có gì để đẹp thật. Không đủ. Này có đủ ba pháp sư mình bán con Liêm Lăng thôi, bán con này tiền. Vừa bán con kia ra con gấu kìa. The thunder calls. Thôi ba hai lần mình chăm bắn cái đầu tiên sai lần luôn. Vô lý thực sự.
Rồi bắn cái nào sai lần cái đấy kìa. I release them from their pain. Rồi, bài vừa mới vô gì, không có cái gì để đép được luôn, bỏ nó. Ta lượt bài cái giáp, lấy cái găng tay băng giá. Lấy găng tay băng giá, cái ô gió như thế này, nó hơi ngu. Ô gió nó hơi ngu các bạn ạ. Chắc là lấy đan máu trước quá. Giáp có 1 đồng à. Lấy cái đan máu 2 đồng đi, đép cái quỷ thư rồi, đép được. Quỷ thư trước đi. Mấy cái ô gió đúng ngu luôn. Sát góc, xích xích ra đây tí còn đẹp. Ô gió này lớn quá. Ô gió này thì cho mặt file đi. Nhìn vào bài là không có gì để dễ dụa luôn. Thấy là mẹ thấy chết ngắt rồi đấy. I am the stone beneath your feet. Người bị chấm dứt chửi thẳng. Đấy, mình ngồi chít tiền thôi. Yếu quá để chít tiền thôi chứ giờ cố làm dụng cũng vậy à. Chít lên tiền đi. Chít nhiều nhiều tiền tí tí. Lát tính. Đây là 3 giờ cũng yếu lắm. Chả làm gì được đâu. Nếu mà xin ra cái nào thì lớn là đẹp luôn. Building character. Dòng bánh lên. Anh em có tin mình thua quái không? Anh em có tin tôi thua quái không? I am the stone beneath your feet. Vậy đi. Cặp vợ chồng Lucy Sienna bạn phải có nhiều BF cơ chơi mới được. Không có nhiều BS thì bỏ đi. Chơi dễ chết lắm. Darkness and light. Chịu thôi các bạn. Tướng nó chia ra gì thì chúng ta phải nhịn thôi. Mấy anh này bỏ ô gió rồi.
6 hàng cấp màu 2. Cho Soji con Kiana. Rồi chắc mình cho Soji luôn con Talia đi. Grime Kiana. Sojin bỏ con Thalia đi à? Hay là đợi con Manfai ra tập chết cái Manfai? Giáp nên cho con nào tay ngắn đó nha, đừng có cho con Thread. Tí để cho man file là ngon nhất. Bắt chết lấy cái mau file. Giờ mình bỏ hai con lửa ra, mình để con Annie lại. Cho con Kiana, con Janna vô lấy gió nha. Đợi xin ra là nó lấy nước, bốn nước cái đã. Chết lên kiếm Amumu nữa đi. Mình không có xài con Brain cho lắm. Thế là mình muốn là một con nam mình.
The harvest is upon us. Fate cannot be averted. Ai chả biết là có tăng cho team bạn. Bạn phải hiểu hai gió nó ngon lắm. Hai gió là một cái gì đó rất mặn luôn. Mình thích hai gió cái lên. Mình cứ bỏ hết con này luôn, kiếm Nami nữa là đẹp. Kiếm Nami là bán brain luôn. Bán brain cho con Nami đồ. Xong kiếm cho con giờ thì lấy cái đai máu nữa, cho con Nami cái vút 7 nữa đứng trong góc. Một mình một cửa trong góc, nếu sợ móc chết. Né 40% móc hộ. Đó, đai máu, ôi. Như ý rồi đó. Đó, rồi ấp chết kiếm con Nami bán con Brain luôn. Ấp chết kiếm Nami bán Brain là bỏ được con Syra đi luôn. Rồi kiếm Manfai, Manfai với Amumu vào. Xài anh đi tính tiền bán hết, còn nào còn cần thiết bán hết. Anh em thấy cái bữa con đang đi lớp của tôi không? Thấy không? Đó. Đánh chết thì đông đi lớn với Brain. Đánh tới Tết. Cái đồ. Cái đồ này khốn nạn lắm. Đánh auto miss. Đánh miss tới chết. Khốn nạn lắm. Né thì thôi. Nói về cái lép của né. Con này né bây giờ 40%. Cái này 20 với gió là 40. Con này né 60. Kiếm Amumu Manfai. Chơi siêu CC. Thay con này bằng Nami. Thay con này Nami xong là bán con này luôn. Bỏ AP. Overland chơi thôi. Chơi được hình siêu CC. Chứ Brain lay game yếu lắm. Đó, con Olaf bữa con Nautilus bữa tới Tết luôn. Đó, xem CV đánh này. Đánh thủ chết cụ mày luôn. Brain bây giờ đét thôi. Này thì kiếm phép sai lầm này. For tranquility. Khó chịu không? Khó chịu hết lần. Khó chịu lắm. Kiếm thêm Manfai với Amumu nữa thì team bạn chỉ biết đứng nhìn. Rồi bạn vào đây. Đây Amumu đây. Let's be friends forever. Manfai. Manfai chưa xài được. Bỏ Brain mới xài được Manfai. Kiếm được Nami đã. Có mẹ xin ra 2 nhỉ. Let them try to stop me. Thương ghê. Những cái giết sập mở lên đúng thương luôn. Lâu chết vãi, chưa chết kìa. Lầy vãi đầu. Chơi mày. Siêu lầy. Không lẽ mình lên chất 9 mình kiếm mà con đấy tha. Giờ là lượm giáp với gậy. Lượm gậy trước đi. Hoặc là lượm đai máu cũng được. Tí cho con Amumu sai lần. Hoặc là lượm gậy đi.
Rồi, mình kết tiếp. Má con Kiana lên nha. Kiana lên thì là không lên 2 nãy giờ nha. Anh hơi cay mày rồi đó nha. I will not be restrained. À, giờ lên 9 kiếm 5 mi hay là sao ta? Mình lên 9 thì mình kiếm 5 mi hay là sao? Hay là reroll con Nautilus ta? Nãy giờ reroll được con Nautilus đưa găng tay băng giá cho con Amu là được rồi đấy. Thôi bữa đi em, bữa đi. Đánh con Nautilus của anh đi. À bữa khi nào chết, alo. Chỉ hụt, đánh chỉ hụt. Khó chịu phải lèn, ôi trời ơi. À, ôi. Má nhìn mà thốn luôn đấy. Nhìn thốn rừng luôn đấy anh em ơi. Rồi vậy thì chơi đội hình này ấp 9 cho này vô thôi. Mình khi nào có Nami thì thay con Thresh, khỏi bỏ 4 hộ vệ cũng được. Để giữ 3 AP bỏ 4 hộ vệ cũng được. Thôi ấp 9 đi. Gió thì vẫn phải giữ. Gió thì vẫn phải giữ nha. Gió ngon lắm. Khó chịu thực sự luôn. Lấy móc đi, đó, sát thủ móc đi. Đó, kêu. Kêu vừa lên đi. Kêu. Ờ, stun được không? Ờ, chém. Ờ, 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 ờ. Chém, chém nào chết. Hello. Chém khi nào chết nè. Chém là hơi lâu chết đây. Tí mình bỏ con Nautilus. Nếu được thì mình sẽ bỏ con Nautilus để mình đưa cái găng tay băng giá này cho con Manfai hoặc con Amumu để cho nó đứng trước hay hơn. Bỏ con Nautilus đi, bán Nautilus luôn để thì rest lại lâu lâu nó quăng cái siêu nó cứu team cũng được. Để team mình CC đã đủ lắm rồi. Để con Nautilus hơi thừa. Bài này sàn gió mới chơi được. Bài này sàn gió mới nhây. Cái sàn khác không chơi được. Ok, for tranquility. Dây chuyền chuộc tôi. Cho tăng thêm độ nhây. Dây chuyền chuộc tôi để tăng thêm độ nhây. Quỷ thư rồi thì cũng được mà thôi. Tại vì mình có một cái quỷ thư rồi, lấy cái dây chuyền chuộc tôi cho nó nhây. Con này nhiều đam rồi, cho nó đi 600 đam, cho nó thêm 100 đam. Mình có hai lửa, mình ốp, mình bỏ con này vô lấy lửa cũng được. Mà thôi lấy mang phai đi, lửa làm đéo. Tí tính. Trời ơi, mình đã nói là mình có brand quỷ thư rồi. Thì Amumu làm cái gì nữa? Đã có brand quỷ thư rồi, Amumu làm cái gì nữa? Thì như chúng tôi không lợi hơn à? Rõ ràng là như thế luôn. Nami thay con Thresh, vứt Ani vào cũng được, khỏi xài Manfai lấy lửa cũng được. Bây giờ mình lượm thêm cái đồ lửa nó thì hay nhở.
Never a dull day. Ủa, thằng này nó xài hai cái lock à? Nó xài hai cái lock ở đây à? Đúng không? Sao nó lock được hai con của mình lên? Tự nhiên nó lock được có một con mà đúng không? Nó lock được một con xong con Kiana của mình nhảy lên đúng không? Đúng rồi. Ui, hai cái lock thiệt các bạn. Không, Amu ở đây nó đi bộ lên. Nó đi bộ lên trên này, nó stun được nhiều thằng hơn. Sư cũng được, lấy lửa cũng được. Ê, lấy cái này thì Annie hay gấu chứ nhở. Mà thôi, lấy cái này đá lửa ra. Cho man phai lửa các bạn ạ. Bắt chết lên cho man phai lửa. Rồi, cho man phai lửa thì vứt con này đi. 52 đúng không? 52 tiền đúng không? 52 tiền vừa đủ luôn này. Giữ như vậy đó, man phai lửa. Cháy. Man phai lửa đi, đợi Nami từ từ. Man phai có đam mà, 300 đam đấy. Level 2 300 đam mới được đùa. Tên này đủ pháp sư rồi. Ủa, lock cái gì mà lock. Lock cái xe. Chưa có Nami đấy nha. Có Nami thêm bí ẩn. Có Nami thêm bí ẩn với cái CC nữa. Nó là cực kỳ khó chịu. Máy là còn chưa có Nami đấy. Thôi game này làm sao mình thời gian được rate 3. Đây Nami này. Bỏ con Thread đi. Nếu mà bỏ con Nautilus cho con Nami mua cái gan cũng được. The ocean will sweep them away. Dạ, cần bốn hộ vệ đó. Xong mẹ rồi. Cho con này mình lấy Brain 1 mình thấy vô cũng được. Cho con Nami 3 đồ của Brain mới nhây này, mới vui này. Wash them away.
Mumu với lại ấy đâu ta. Mặt phai cho tinh thần đi, nó đứng chiến nó dễ chết quá. Hai con này lên hai thì lầy siêu kinh điển. Đây, để xem là tôi có bí ẩn tôi đánh được ông nào. Có bí ẩn rồi đó. Xong. Rồi. À, thằng này khỏe quá. Chứ thua thằng này đấy. Không gọi là thua á, nhưng mà người ta gọi là thua thế đéo là được. Bye. Ôi ôi, chưa được. Hai con này còn chưa lên 2 nữa mà còn win. Đội hình siêu CC. Ôi nhìn cái quay.